Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Với tốc độ tăng trưởng thương mại có xu hướng chậm lại do cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, IMF đã hạ dự báo triển vọng đối với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu xuống mức 3,7% trong năm 2018 và 2019. Trong giai đoạn 2022 và 2023, con số này sẽ giảm xuống 3,6%. Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 10 diễn ra tại Tokyo vào ngày 9 tháng 10 với sự tham dự của lãnh đạo các nước Nhật Bản, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị đã rà soát tình hình hợp tác thời gian qua giữa Mekong và Nhật Bản, đồng thời thảo luận các phương hướng hợp tác giai đoạn mới cũng như trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực. Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp mới để cải thiện hơn nữa hệ thống giảm thuế xuất khẩu của đất nước. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 11, tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu đối với các loại sản phẩm khác nhau sẽ được điều chỉnh giảm từ mức 5, 9 và 15%, xuống lần lượt còn 6, 10 và 16%, nhằm phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và mang lại lợi ích to lớn đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ trong nội bộ đảng xã hội về việc tổ chức bầu cử sớm, sau khi các vụ bê bối khiến chính phủ thiểu số mới nắm quyền được 4 tháng của ông mất đi sự ủng hộ. Từ năm 1998 đến năm 2017, những thiệt hại kinh tế trực tiếp mà các thảm họa thiên nhiên đem lại đã lên đến 2,9 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong đó 77% là do tình hình thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt trong bối cảnh khí hậu thế giới đang dần ấm lên. Thưa quý vị, sau 30 năm đổi mới và mở cửa, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thành công nhất trong khu vực. Có được kết quả này là cả quá trình từ xây dựng luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đầu tiên ban hành tháng 12 năm 1987, tiếp tới 3 lần sửa đổi và thêm dấu ấn năm 2005 ban hành luật đầu tư chung thay thế luật đầu tư nước ngoài và luật đầu tư trong nước. Hành trình 30 năm thu hút FDI của Việt Nam sẽ là chủ đề của chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Đầu tư nước ngoài FDI đã song hành cùng với quá trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm FDI tại Việt Nam, điểm lại những đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nền kinh tế Việt Nam có được những thành tựu phát triển vượt bậc như ngày hôm nay, có thể khẳng định có sự đóng góp không nhỏ của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm đầu thực hiện chính sách mở cửa, đầu tư nước ngoài đã đóng góp đáng kể cho việc xóa bỏ thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước và tổ chức quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời khơi dậy nguồn lực trong nước để cùng khai thác các tiềm năng lợi thế đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng và tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Việt Nam đang là điểm đến thương mại và đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư châu Âu cũng như quốc tế. Các doanh nghiệp châu Âu luôn tin tưởng vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững và cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam. Tính đến tháng 8 năm 2018, đã có hơn 26.500 dự án FDI vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 334 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ đô la Mỹ. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 61,08 tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản đứng thứ hai với 55,84 tỷ đô la Mỹ, Singapore đứng ở vị trí thứ ba với 45,89 tỷ đô la Mỹ. Riêng 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đứng ở vị trí thứ nhất với vốn đầu tư là 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 28% tổng vốn FDI của Việt Nam. Tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ khu vực đầu tư nước ngoài tăng đáng kể, từ 1,8 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 1994-2000 lên 23,7 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2011-2015, chiếm gần 14% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,1% tổng thu ngân sách nhà nước. Tính đến nay, khu vực FDI đã tạo ra gần 4 triệu việc làm trực tiếp và khoảng 5 triệu việc làm gián tiếp khác. Kết quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong 30 năm qua đã khẳng định đường lối mở cửa hợp tác với nước ngoài của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Trong các chương trình của VTV, chúng tôi đã bàn nhiều về những thành tựu của Việt Nam khi mở cửa thu hút FDI. Vậy bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài nhìn nhận thế nào về điều này? Thế giới sự kiện đã mời đến trường quay hôm nay ông Adam Sipkov, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội, để cùng phân tích, đánh giá và bình luận về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, năm nay đánh dấu 30 năm Việt Nam ban hành luật đầu tư nước ngoài. Với con mắt của một người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, ông nhận định thế nào về tác động của FDI tới kinh tế Việt Nam hiện nay? Tôi cho rằng những lợi ích mà FDI mang lại cho Việt Nam là vô cùng to lớn. So với 30 năm trước đây, thì ở thời điểm hiện tại, năm 2018, chúng ta có thể thấy rất nhiều điểm khác biệt trong cách mà mọi người làm việc, cách mà họ kiếm tiền, cách họ mở rộng mối quan hệ và thậm chí là cách mà họ dùng để giải trí. Nhìn lại 30 năm qua, chúng ta phải thừa nhận rằng càng nhiều công ty FDI đến Việt Nam càng được hưởng lợi, nền kinh tế có thêm nhiều việc làm, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý, những người nước ngoài đến và họ quan tâm đến cộng đồng mà họ đang sống. Có rất nhiều lợi ích. Trong 3 thập kỷ qua, thu nhập hộ gia đình của người Việt Nam đã tăng đến 4 lần. Đó là một điển hình của việc Việt Nam tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Nhìn vào cuộc sống của người dân từ 30 năm trước, 20 năm trước hay 10 năm trước, chúng ta sẽ thấy số lượng người Việt Nam có thẻ ATM đã tăng lên đáng kể hay tham gia vào hoạt động kinh doanh trực tuyến. Tôi nghĩ các công ty Mỹ đã đóng một vai trò lớn trong sự phát triển này. Ví dụ, Amazon, một công ty rất nổi tiếng của Mỹ. Amazon đến Việt Nam để làm hai điều. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sử dụng nền tảng của Amazon để mở website bán hàng. Điều này rất có lợi cho các công ty Việt Nam. Thứ hai, Amazon giúp mang các sản phẩm của Việt Nam ra thế giới để bán. Ví dụ như Mỹ, đây là điều mà các bạn không thể làm trước đây. Bởi các doanh nghiệp Việt Nam trước đây khó có thể tìm một cách để bán được các sản phẩm của mình tại một quốc gia như Mỹ. Đây là một ví dụ điển hình về cách các công ty như Amazon của Mỹ đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, về cách mà các công ty FDI đến Việt Nam và giúp người dân phát triển. Vậy lĩnh vực nào của Việt Nam được hưởng lợi từ các dự án FDI? Theo tôi, lĩnh vực chính được hưởng lợi từ FDI là lĩnh vực sản xuất. Chúng ta có thể thấy rất nhiều khoản đầu tư nước ngoài từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, châu Âu vào lĩnh vực này. Và những khoản đầu tư này thực sự giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển, phần lớn là thông qua hoạt động xuất khẩu. Các công ty này sản xuất tại Việt Nam, tạo ra việc làm và cơ hội cho người Việt Nam có thêm việc. Đồng thời, các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sẽ có mặt tại các thị trường toàn cầu. Ví dụ trước đây, Việt Nam hầu như không xuất khẩu gì sang Mỹ. Tuy nhiên, khi các công ty Mỹ trở thành đối tác với Việt Nam, họ có các nhà máy tại Việt Nam. Và như vậy, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu rất nhiều sang Mỹ, cũng như sang các nước khác. Có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể nhắc đến, như là quần áo, giày dép. Bên cạnh đó là các bộ phận linh kiện. Ví dụ như rất nhiều bộ phận của một chiếc iPhone được sản xuất tại Việt Nam trước khi được đưa sang Trung Quốc để lắp ráp. Và cuối cùng là bày bán khắp nơi trên thế giới. Quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn này, thưa ông? Tăng trưởng 1.000%. Hãy nhìn lại năm 1994. Thời điểm đó, thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không hề tồn tại. Còn bây giờ, giá trị thương mại đạt khoảng 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Các bạn có thể thấy, hiện tại các công ty Mỹ hợp tác với Việt Nam để buôn bán muôn vàn các loại sản phẩm khác nhau, từ bia, thức uống giải khát, cho đến các dịch vụ giáo dục, luật pháp, từ việc hợp tác xây dựng các nhà máy điện, cũng như các loại cơ sở hạ tầng khác, cho đến việc phát triển nguồn lực để giúp ngành an toàn thực phẩm của Việt Nam. Và tôi cho rằng, không chỉ Mỹ, mà tất cả các công ty từ các nước khác cũng quan tâm đến các hoạt động kinh tế của Việt Nam. Chính bởi vậy, ngày càng có nhiều công ty đến Việt Nam và giúp nền kinh tế tại đây phát triển. Đâu là những lĩnh vực chính mà các nhà đầu tư Mỹ đang quan tâm tại Việt Nam, thưa ông? Tôi nghĩ các công ty làm việc tại Việt Nam theo nhiều cách. Thứ nhất, có nhiều người cho rằng Việt Nam là một nơi rất cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và sau đó xuất khẩu các sản phẩm đó. Đó là một phần trong câu chuyện về đất nước Việt Nam. Phần thứ hai, đó là về 95 triệu người dân của Việt Nam. Nhiều người Việt Nam có những thời gian rảnh rỗi cũng như có những khoản tiền không dùng tới và chính điều này đã giúp tăng trưởng trong hành vi của người tiêu dùng. Những người này bắt đầu tham gia vào những hoạt động mới như là chơi bóng rổ, ăn hamburger, và ngày càng nhiều gia đình Việt Nam đi du lịch vào các kỳ nghỉ. Tất cả những điều này là minh chứng cho sự thay đổi của hành vi người tiêu dùng trong những năm qua. Và đó là hai câu chuyện thú vị về nền kinh tế Việt Nam dưới góc nhìn của các công ty Mỹ tới đây để đầu tư.
Vậy người dân Việt Nam đã được hưởng lợi gì từ các công ty Mỹ? Tôi nghĩ người dân Việt Nam đã bắt đầu được hưởng lợi rồi. Như đã đề cập ở trên, Việt Nam đang xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ cũng như các nước khác. Cùng lúc đó, Mỹ cũng là một trong những nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Rất nhiều người có thể không biết rằng, nếu họ xem xét những số liệu chính thức về danh sách các nước đầu tư vào Việt Nam, thì các bạn sẽ thấy tên của các quốc gia quen thuộc, trong khi Mỹ thì lại không nằm trong danh sách đó. Điều này là bởi Mỹ có những luật lệ về thuế quan rất phức tạp. Ngoài ra, rất nhiều công ty Mỹ là công ty đa quốc gia, bởi vậy các bạn có thể thấy rất nhiều khoản đầu tư lớn vào Việt Nam được cho là từ các công ty Singapore, Hồng Kông hay Ấn Độ, nhưng thực chất đó là tiền của Mỹ, là các công ty Mỹ. Chúng tôi cũng hy vọng FDI từ Mỹ vào Việt Nam sẽ gia tăng và tôi mong muốn được thấy Mỹ trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Cảm ơn ông, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Mặc dù bên cạnh những thành công đã đạt được trong thu hút FDI nhưng chúng ta không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc hạn chế. Vậy FDI có những nhược điểm nào và đâu là hướng giải quyết? Mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam thời gian qua còn nhiều hạn chế bất cập. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện thấp so với vốn đầu tư đăng ký. Năm 2017, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện mới đạt khoảng 55,5%, có nghĩa là có tới gần 1/2 tổng vốn đầu tư đăng ký nhưng chưa được thực hiện. Các dự án FDI chủ yếu tập trung vào lắp ráp, gia công, tỷ lệ nội địa hóa thấp, giá trị tạo ra tại Việt Nam không cao. Việc liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực trong nước còn thấp. Cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam thường là quá nhỏ và quá thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm trong việc bán sản phẩm cho khách hàng có thị trường toàn cầu và phải sản xuất các sản phẩm chất lượng hàng đầu với mức giá hợp lý. Đó là lý do tại sao doanh nghiệp FDI vẫn phải mang các nhà cung cấp từ bên ngoài vào thay vì chọn các công ty Việt Nam. Trong bối cảnh đó, để tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong quá trình thu hút FDI, Việt Nam cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Các quy định pháp lý cần có tính nhất quán để tránh hiểu sai và tránh những thay đổi bất ngờ. Việt Nam còn cần có môi trường kinh doanh 4.0, mở cửa thị trường các lĩnh vực quan trọng để tạo thuận lợi cho đầu tư FDI thế hệ mới. Lĩnh vực đầu tư mà các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khá đa dạng. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn chưa mở cửa hoàn toàn. Việt Nam cần có cam kết cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Gánh nặng thủ tục thuế quan phải tiếp tục được cải thiện, bởi điều này sẽ giải phóng nguồn lực cho các công ty Việt Nam đầu tư vào kiến thức, công nghệ và thu hút các công ty nước ngoài sản xuất cho thị trường nội địa, từ đó mở cánh cửa hợp tác hai bên. Để Việt Nam trở nên thành công, tác phong quan liêu không hiệu quả phải được kiểm soát và hành lang pháp lý quốc gia phải ổn định. Tôi hy vọng luật đầu tư có điều khoản rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư yên tâm và giữ chân được nhà đầu tư nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cần sửa đổi toàn diện khung chính sách ưu đãi hiện hành. Cả cấp trung ương và địa phương cần đổi mới tư duy từ quan điểm hào phóng lãng phí, đua nhau ưu đãi bằng cách giảm chi phí, sang quan điểm cạnh tranh dựa trên những lợi thế riêng, các tài sản chiến lược, thế mạnh của Việt Nam. Trở lại với chương trình, theo ông, khu vực FDI còn bộc lộ những hạn chế nào? Một trong những than phiền mà chính phủ Việt Nam hay gặp nhất, đó là các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, sản xuất hàng hóa và ship hàng ra nước ngoài. Nhưng các doanh nghiệp và người dân Việt Nam chưa thu được nhiều lợi ích từ việc này. Chính vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam. Một trong những ví dụ của việc này, AmCham đang phối hợp với USAID, một chương trình hỗ trợ của chính phủ Mỹ, đã có khoảng 22 triệu đô la Mỹ đang được sử dụng để thúc đẩy công suất và năng lực của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam, để họ có thể tham gia vào chuỗi cung ứng cho các công ty FDI tại Việt Nam. Do vậy, khi bạn thấy các công ty như LG, Samsung hay tương tự như vậy, họ đến đây và muốn làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam để tăng tính hiệu quả. Tóm lại, một trong những điểm yếu của FDI Việt Nam đó là làm thế nào để tăng cường số lượng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi hoạt động để họ có thể nhận được tối đa các lợi ích mà FDI mang lại. Tôi cảm nhận được sự tiến bộ, nhưng trong tương lai, chúng ta cần làm nhiều hơn nữa. Ông có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam để cải thiện những hạn chế này và thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư từ Mỹ?
Tôi thấy điều quan trọng là chúng ta cần xây dựng một môi trường kinh doanh ổn định và hợp lý. Chúng ta đã nhận thức được nhiều vấn đề và Việt Nam đang liên tục điều chỉnh và thay đổi các quy định. Điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng, thậm chí một số nhà đầu tư còn tự hỏi tại sao họ lại đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ, khi Việt Nam điều chỉnh chính sách thuế cần có sự công bằng và đối xử với mọi cá nhân như nhau. Và như vậy, cần có một chính sách thông minh. Ai cũng biết, chính phủ cần thu thuế để làm nguồn thu và mọi người đều muốn đóng góp, nhưng có những cách thông minh để làm điều này và thỏa mãn mọi người. Đó là một trong những ví dụ mà chính phủ có thể thực hiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Tôi là một người rất tin tưởng vào FDI. Tôi nghĩ đây là một điều tuyệt vời. Vậy nên, chính phủ càng cần ổn định được môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần đảm bảo các doanh nghiệp FDI đến Việt Nam được đáp ứng đủ điều kiện vận hành và cơ sở hạ tầng là một yếu tố rất quan trọng. Do đó, chúng ta thấy nhu cầu về mở rộng sân bay hay đường xá, cầu cảng và phân loại chúng. Ngoài ra, việc nâng cao tay nghề lao động và đảm bảo đủ điện năng cho các công ty hoạt động, chúng ta có thể nhận thức được rằng trong những năm tới, thiếu điện năng và gián đoạn liên lạc là những vấn đề hết sức nghiêm trọng, nên Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Rất nhiều công ty có các ý tưởng hay về vấn đề này. Ví dụ, chúng tôi có nhiều công ty sẵn sàng cung cấp các hệ thống tái tạo năng lượng hay pin năng lượng mặt trời, và chúng tôi hy vọng chính phủ có thể làm việc với các công ty tư nhân để tìm ra giải pháp và không làm lãng phí các nguồn tài nguyên của Việt Nam. Việt Nam cần cải thiện để các công ty lớn không lấy lý do như họ không đủ năng lực, không đủ công suất, hay chúng tôi muốn đến Việt Nam nhưng không chắc họ có đủ điện năng. Và thay vì thế, họ đến Việt Nam và mở ra các dự án lớn. Ông dự đoán thế nào về FDI và Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo? Tôi hy vọng sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo cũng mạnh mẽ như 30 năm vừa qua. FDI trong 30 năm tới thực sự phụ thuộc vào một điều, đó là năng lực của chính phủ trong việc thiết lập môi trường ổn định để thu hút doanh nghiệp. Một doanh nghiệp nước ngoài có thể đến bất cứ đâu đầu tư, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Vấn đề là làm thế nào để chúng ta thu hút số tiền này về Việt Nam. Và như tôi đã nêu ở trên, Việt Nam phải xây dựng quy định để các quyết định đưa ra nhanh, chính xác, môi trường ổn định và công bằng. Ngoài ra, một lĩnh vực mà tôi đang làm việc với chính phủ là phát triển kỹ thuật số, một lĩnh vực mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất quan tâm, các công ty cũng như thế hệ trẻ rất quan tâm. 2 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực kỹ thuật số đang lơ lửng ở khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng chờ được nắm bắt, và chúng tôi muốn thấy Việt Nam đạt được điều này. Cuối cùng, ông đánh giá nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy lĩnh vực kỹ thuật số như thế nào thưa ông? Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam có thể nhìn vào những thành quả và tự hào. Tuy nhiên, lĩnh vực kỹ thuật số có đôi chút khó khăn. Mọi người đều muốn tham gia vào lĩnh vực này. Mọi quốc gia đều có kế hoạch làm thế nào để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Và tôi muốn Việt Nam đạt được thành tựu trong lĩnh vực này. Số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam rất lớn. Chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam có sự điều phối hợp lý và không can thiệp quá mạnh tay. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình. Xin cảm ơn. Sẽ có nhiều thay đổi trong dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới. Và sự thay đổi này không chỉ đến từ xu hướng dịch chuyển đầu tư toàn cầu, mà còn từ sự chủ động chuyển hướng chính sách của Việt Nam. Điều này sẽ giúp Việt Nam đón nhận được dòng vốn FDI có chất lượng hơn trong tương lai. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.